căn hộ cho người độc thân với diện tích nhỏ hay còn được gọi là căn hộ studio, ra đời tại Anh với mục đích ban đầu để cho thuê, thường nằm tại các khu trung tâm thành phố. Những năm gần đây tại Việt Nam, loại hình căn hộ này xuất hiện ngày càng nhiều do nhu cầu của người đi làm còn độc thân có thu nhập ổn định ngày càng tăng cao. Có hai nhóm đối tượng chính mà mong muốn sở hữu cái dòng sản phẩm này. Cái đối tượng đầu tiên là cái đối tượng là khách hàng trẻ và những người đang độc thân. Họ có độ tuổi từ khoảng tầm từ 20 cho đến 30 tuổi. Thì với cái nhu cầu là họ tìm kiếm một cái không gian dành riêng cho bản thân mình mà không phải đi thuê nhà, không phải sống chung với bố mẹ. Một cái căn hộ nhỏ thì là cái diện tích nhỏ như thế thì cái số tiền, tổng số tiền sở hữu nó cũng khá là thấp, dưới 1 tỷ đồng. Thì đấy là với những người mà họ đang có cái thu nhập ổn định thì với cái tài chính như thế thì nó cũng dễ dàng sở hữu. Theo mình thì là những bạn độc thân thì rất là thích ở sở hữu một căn hộ studio. Bởi vì là căn hộ studio thì thường thì nó đặt ở trong một khuôn viên dự án khá là cao cấp của các chủ đầu tư uy tín. Thì ở trong, mặc dù là mình bỏ một cái số tiền không phải là quá cao, nhưng mà mình đều được sở hữu toàn bộ những cái tiện ích của chủ đầu tư. Ví dụ như là các bạn trẻ khi mà đến mong muốn sở hữu một cái căn hộ studio thì là các bạn ấy có được cái khuôn viên thể thao năng động, toàn bộ những cái khuôn viên của một cái khu đô thị đẳng cấp, có bể bơi, có gym, có spa, có các cái nơi mà các bạn ấy có thể hoạt động sinh hoạt để tăng cường cái thể chất. Căn hộ studio thường được thiết kế dành cho người độc thân hoặc vợ chồng mới cưới chưa có con cái, nên có đặc điểm chung là rất ít các vách ngăn để phân chia không gian. Điều này sẽ tiết kiệm năng lượng từ việc chiếu sáng trong căn hộ, cũng như công đoạn dọn dẹp được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Khi mà cái dòng sản phẩm căn hộ studio ra thị trường thì gần như là ra cái sản phẩm nào là bán hết sản phẩm đó. Thì ở mỗi một dự án mà chúng tôi phân phối thì cái dòng căn hộ này ở trên một mặt sàn nó chỉ có 2 căn trên một mặt sàn. Tức là cái tỷ lệ căn hộ studio nó chỉ chiếm khoảng 10% trên tổng số căn hộ mà chủ tư họ phân phối trong cả dự án đó. Lời khuyên của các kiến trúc sư cho những không gian này là cất giữ đồ đạc vào những không gian tự tạo, chẳng hạn như dưới giường, dưới gầm ghế sofa, nhưng lưu ý nên tránh chất đống quá nhiều ở khu vực bếp vì cần đề phòng các trường hợp hỏa hoạn. Lý tưởng nhất cho căn hộ là một sản phẩm đồ gỗ kết hợp với nhiều chức năng, chẳng hạn như sofa có thể là giường, bàn có thể là bàn ăn, bàn làm việc, nơi để tivi.